vợ chồng Sergio Ramos bị đồn khủng hoảng. Hôn nhân của hậu vệ kỳ cựu Sergio Ramos và bà xã hơn 8 tuổi Pilar Rubio được cho đang trục trặc khi cả hai không sánh bước trong một số sự kiện gần đây. Tin đồn rộ lên từ giữa tháng khi người đẹp Pilar Rubio không tới dự lễ trao giải Latin Grammy ở Seville cùng chồng hôm 16 tháng 12. Đi cùng em gái tới sự kiện, Ramos là người trao giải cho nữ ca sĩ Shakira. Một số nguồn tin nói Pilar Rubio không muốn chạm mặt chồng và cựu hậu vệ Real có thể đang trong một mối quan hệ khác. Tuy không đến Latin Grammy Award, Pilar Rubio vẫn thả tim các bài đăng của chồng. Trên trang cá nhân hôm đầu tuần, hậu vệ Sevilla đăng loạt ảnh mừng sinh nhật mẹ, bà Paqui. Một bữa tiệc được tổ chức trong khuôn khổ gia đình anh, nhưng bà xã Pilar Rubio không có mặt trong bất kỳ tấm ảnh nào. Cùng ngày, người đẹp bốn con đăng một số bức ảnh làm mẫu trên xe hơi với gương mặt vui vẻ. Cả Sergio Ramos và Pilar Rubio chưa lên tiếng về tin đồn hôn nhân khủng hoảng. Hồi giữa tháng, cặp sao tổ chức sinh nhật 8 tuổi cho cậu con trai thứ hai. Vợ chồng sao Sevilla cùng tiết lộ những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc của cả nhà trong ngày con đón tuổi mới hôm 16 tháng 11. Gia đình Ramos đã trở lại Tây Ban Nha sau thời gian ngắn ở Paris khi anh thi đấu cho PSG. Trở về quê nhà nhưng nhà Ramos lại không ở cùng nhau vì anh chủ yếu ở Seville còn vợ tiếp tục công việc ở thủ đô Madrid. Sergio Ramos và bà xã hơn 8 tuổi kết hôn hè năm 2019 tại quê nhà Seville sau 7 năm hẹn hò. Cặp sao có 4 con trai. Pilar Rubio là người mẫu kim MC có tiếng tại Tây Ban Nha. Bà mẹ 4 con có cá tính mạnh và được ngưỡng mộ với thân hình săn chắc, vẻ đẹp dù liên tục sinh nở. Trên trang cá nhân, Ramos và vợ thường xuyên đăng ảnh tình tứ hoặc ảnh cả gia đình, thể hiện tình cảm ngọt ngào. Sergio Ramos sinh năm 1986, là trung vệ nổi tiếng người Tây Ban Nha. Anh được coi là một trong những hậu vệ hay nhất mọi thời đại. Tiếng tăm của Ramos gắn với Real Madrid khi anh thi đấu cho Kền Kền Trắng 16 năm, từ 2005 đến 2021, giành 5 La Liga và 4 Champions League cùng tấm băng đội trưởng danh giá. Sergio Ramos sang PSG từ hè 2021, thành đồng đội của kình địch một thời Messi và Neymar. Tháng 9 vừa qua, Ramos đồng ý trở lại đội bóng Sevilla bất chấp nhiều lời mời gọi từ Á Rập. Trong màu áo Tây Ban Nha, anh trải qua những năm tháng vàng son nhất khi vô địch World Cup 2010, Euro 2008 và 2012. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.